Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long là một nghệ sĩ cải lương nội đình nội đám ở thập niên 90. Anh có chặng đường tham gia nghệ thuật bền bỉ lâu dài. Ở tuổi 54, nam nghệ sĩ cũng đã gặp một số vấn đề về bệnh lý khiến cuộc sống sinh hoạt cũng như hoạt động nghệ thuật của anh bị ảnh hưởng ít nhiều. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long thường xuyên tương tác với khán giả qua các chương trình game show hay những buổi live stream trên trang cá nhân. Trong một buổi giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ, nam nghệ sĩ bất ngờ chia sẻ tình trạng bệnh lý với vẻ mặt đầy đau đớn khiến đông đảo công chúng lo lắng. Nam nghệ sĩ chia sẻ, bây giờ đã khuya rồi nhưng tôi vẫn livestream cho đỡ buồn vì không ngủ được. Chân tôi đang đau bút quá nên phải ngồi ngâm nước mùi nóng. Có lẽ do mấy bữa nay tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút đau kinh khủng. Mấy hôm trước, cách đây 2 ngày tôi ăn chay, đậu bắp chầm trao, rồi mấy hôm sau lại ăn nhiều thịt bò. Trao với thịt bò làm bị gút lên cao quá, làm sưng cả chân. Bây giờ chân tôi đau đến mức không đi nổi, đau không chịu được. Tôi sẽ cho mọi người xem chân tôi sưng phù lên. Mấy hôm nay cứ đi cả nhắc, tôi phải ngồi ngâm nước mùi nóng nãy giờ cho chân dịu lại. Chứ không thì đau lắm, chịu không được. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long tâm sự vì bị bệnh lý gì đó nên ảnh hưởng khá nhiều đến nhu cầu của nam ca sĩ. Anh không thể đi đâu được, đau từ song xương đến khi mức không ngủ được. Anh không thể đi đâu được, đau từ trong xương đau ra đến mức không ngủ được. Thậm chí Kim Tự Long từng bị đụng đầu nhưng không quá nguy hiểm. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng rút ra được một số lời khuyên đến khán giả. Không ăn lòng bất kỳ con động vật nào, chấm trao, nấm hải sản và không được uống bia rượu. Từ mấy hôm trước tôi đã đau nhức rồi, nếu biết đường uống thuốc thì đã không bị, nhưng bây giờ tôi bận bịu nhiều việc rồi ỉ lại, không chịu uống thuốc, giờ bệnh nặng lắm, đau đớn quá không đi được, nghệ sĩ nói thêm. Nam nghệ sĩ luôn siêng năng với các công việc thiện nguyện cũng như hoạt động nghệ thuật. Với lịch trình dày đặc, Kim Tự Long tiếp tục ghi hình cho các chương trình và gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí không kịp ăn sáng vì không muốn ekip phải chờ đợi. Trong buổi ghi hình trong chương trình Người Dẫn Đường, nam nghệ sĩ cho biết sau khi hoàn thành thử thách, anh bị nhức chân, mỏi tay vì phải xách giỏ nặng gần 10kg và di chuyển liên tục. Đặc biệt, anh từng gặp sự cố nguyên một tấm biển quảng cáo ngoài đường rơi vào đầu, phải khâu sỏ mũi nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng đi diễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.